tay vào công việc xây dựng một đất nước mới. Những đồng lúa từ nay được yên ổn cấy cày. Những gầu nước của niềm vui, của hy vọng vào tương lai. Người cày phải có ruộng. Sau kháng chiến, cải cách ruộng đất được mở rộng. Tiếc thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề. Báo cáo trước Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân. Nước mắt Bác đã rơi xuống khi nói đến những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra. Người khẳng định: một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Sông Hiền Lương, vĩ tuyến 17, nước nhà vẫn còn bị cắt làm đôi. Đầu năm 65, quân Mỹ ồ ạt vào miền Nam. Tổng thống Mỹ Johnson ra lệnh ném bom ồ ạt toàn Việt Nam. Bác Hồ đã hỏi ông ta: này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này: ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva, là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Lầu Năm Góc tuyên bố đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá. Việt Nam vẫn sống và chiến đấu kỳ lạ. Trước hết phải che chở các em bé, nhà trẻ đưa xuống dưới lòng đất Vĩnh Linh. Một bên là bom đạn của bọn xâm lược tàn bạo kiêu căng. Một bên là cả một dân tộc như một người. Một bên là sức mạnh vật chất kinh khủng và mù quáng. Một bên là sự lựa chọn, trí tuệ và tình thương của từng con người. Cuộc sống vẫn không vắng nụ cười âu yếm. Củ Chi, đất thép nổi tiếng, là sự thông minh gan dạ của những con người đã quyết chí sống tự do vì tổ quốc mình.
độc lập tự do. Bom đạn ấy, Bác Hồ vẫn luôn đi khắp mọi nơi, nói chuyện với mọi người, làm việc với mọi người, nghe mọi người nói. Nào ai có thể phân biệt được đâu là vị chủ tịch nước, đâu là người dân thường. Những ngày một mất một còn này, hình như mỗi người hàng ngày phải suy nghĩ đến tận gốc mọi vấn đề. Và mỗi người như muốn tìm về nơi cội nguồn cuộc sống của mình để chiến đấu và đi lên. Đến thăm trở lại mộ tổ vua Hùng. Cả nhân dân ta biết và nhớ câu nói của Bác. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Sông, đất nước và nền văn hóa mấy nghìn năm của chúng ta có thể bị xóa đi vì các thứ kỹ thuật tàn phá giết chóc tối tân nhất này hay không? Những cảnh này lấy từ bộ phim Mỹ Chiến tranh Việt Nam 10.000 ngày. Có phải quả bom Mỹ này định dành cho nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội? Nhà Bác vẫn đây, giữa vườn cây bên hồ nước. Mỗi mùa, thiên nhiên vẫn sinh nở những gì đẹp nhất cho con người. Chỉ có một thay đổi nhỏ này trên các ô cửa kính của Bác. Trên bàn điện thoại của Bác chỉ có thêm chiếc mũ sắt này. Ngày khói lửa, Bác vẫn không quên những người bạn quý có ân nghĩa sâu từ trước. Bác đã đón ông bà Lô Dơ Bai và con gái. Luật sư Lô Dơ Bai, nhà luật sư người Anh, đã giúp Bác thoát khỏi nhà tù Hồng Kông. Ân nghĩa ấy, nhân dân Việt Nam không quên.